Đây thì bây giờ tôi cũng đã đến được những nơi mà ngày mai sẽ diễn ra lễ hội rồi các bạn. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng họ đã chuẩn bị tất cả những cái đồ cũng giống như là bán đồ nướng hoặc là trò chơi dân gian đấy bạn ạ. Và ở đây sẽ căng phong dạn và sẽ làm cái lễ ở trên này ăn uống. Và bên này sẽ là một nơi để uống nước các bạn. Bên mình là chuẩn bị bán đồ nướng đây à? Đúng ạ. À, có công viên nói. Và đây là trà sữa này các bạn. À, trà sữa này là của ai đây à? À, em bán trà sữa đây à? Vâng. À, cho anh một cốc, có chỗ ngồi không? Ngồi đâu nhỉ anh? Đang ngồi đây. Dạ, ngồi đâu? À, vâng vâng. Sẽ lên ngồi với em cho anh một cốc trà sứa nhá. Anh em ai uống trà sứa không? Anh em tất cả chơi game à? Vâng. Anh đang thích chị yêu anh. Dạ không, anh quay đấy ạ. Thôi mời tất cả uống nước nhá. Mép quá, uống không? Anh mời. Không ạ. Không ạ. Nghe chứ em nói. Cái đồ ngay bị ủng hộ rồi, cái đồ phải nói là trà sữa ở đây rất là ngon. Anh lấy thêm đá đi. Đá với lít thủ đá với lít thủ. Dạ không, không cần đá đâu. Các em cho anh hỏi là trên này là có cả muốn là ở trên này là có người dân tộc là Hanh và trong đó có cả người Dao ở trên này đúng không? Vâng ạ. Hấp bút snow. Thế là bản là ở lần lốt ở đây hết à? Mau đi nào. Và ở đây họ cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi các bạn ạ. Và sáng ngày mai 8 giờ sẽ diễn ra cái lễ ở trên này mọi người. Cái gì? Đây đồng bào bà con ở đây sẽ bán đồ rất là nhiều, những cái thực phẩm và thức ăn. Đây rất là nhiều. Đúng rồi chị ạ. Đây là quả gì đây cô? Quả đá. Cái này là ăn như nào đây nhỉ? Nấu à? Luộc qua để xào, dề qua để xào với ngon mà. À, luộc qua rồi xào. Luộc qua xào. Rồi nói chung cái này cháu chưa biết chế biến đâu. Và bán dưa, cả rau các kiểu. Mình không hiểu đây là nước gì mọi người. Đây là nước gì đây cháu? Không biết. Hả? À, bia Hà Nhì. À, cái này chính là bia Hà Nhì các bạn ạ. Cái này có cho nếm thử một tí không? Cứ thử đi. Thử về giả tiền đấy. Thử là phải giả tiền. Nếu mà không giả tiền là không được thử, nếm thử đúng không chị? Ai mà mua kem ra đây em bán nữa. Và những cái này cũng là bia Hà Nhì hay là cái gì không biết ạ các bạn. Chị ơi, thế chị cho em hỏi cái này là cái gì ạ? Không biết đâu. Không biết nữa thôi. Biết nào, không biết nữa. Và mình thấy cái những cái thứ này rất là lạ các bạn ạ. Còn cái nước này là bia Hà Nhì rồi các bạn ạ. Lên cái bản dân tộc Hà Nhì thì các bạn sẽ được trải nghiệm những cái đặc sản đó là bia Hà Nhì các bạn. Và bây giờ tôi sẽ xuống bên dưới để tôi tìm chỗ nghỉ.
Và những nơi này ngày mai sẽ là những nơi trải nghiệm vườn này các bạn.